chuẩn bị tới keo giải rồi các bạn. Phong Tân Hiệp đụng với bãi biển thành phố Hồ Chí Minh. Đọc ấy. Xin mời các bạn đến với trận đấu rất hấp dẫn các bạn của team bãi biển với sự dẫn dắt của Dũng Lăng, Lâm Tới, Lì Quất và Đăng Mớm ở Đăng Méo. Xin mời các bạn Đăng Méo nha. Đối đầu bên kia là Lâm Hưng, Bình Minh, Tiến Đen, Khang Dự Hai và Đức Tài Thiện. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn của giải hôm nay. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 2020 tại sân Gò Sòi. Chúc các bạn có những ngày thì cuối tuần xem bóng vui vẻ, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Ok man, chào các bạn. Mấy cái này siêu bình luận, siêu bộ bình luận. Nghe nào. 300 mét thì vô đây cho có những xe đàng hoàng luôn mà. Lâm Tới vừa phải dính tay trắng nha các bạn. Đây là cho nên hai sân, cho nên Đại Lâm không thể quay hết cho các bạn xem. Đây là Thỏ Mới Kính cầm tay riêng cho Đại Lâm quay dùm cho Đại Lâm luôn nha các bạn. Điểm 4 đều. Điểm 5-4. Điểm 6-4. Tiến Đen vừa nghỉ đô và có một pha bóng trắng quá đẹp bằng. Các bạn thấy team Tân Hiệp gồm có Lâm Hưng, Tiến Đen, Nghĩa Đô và Bình Minh, Đức Từ Thiện và Khang Trường Hai. Đây là cái bộ team đánh giải rất có duyên với giải các bạn. Hầu như ở sân Hoàng Mai, Long Thành, Đồng Nai, team của Phong Tân Hiệp đã lấy hai cái giải nhất các bạn. Và một lần ở Dầu Tiến Bình Dương mà giải nhì nha các bạn. Chắc có cái ngoài, để cho bên này.
Hiện tại sân Gò Xoài này khoảng 20 YouTuber đang hoạt động nha các bạn. Đây là đội hình bãi biển dưới sự dẫn dắt của Dũng Lăng số 2, Lâm Tới số 4, Lì Quốc số 6 và Đăng Méo số 5. Điểm 6-8. Điểm 7-8. Lâm Hưng quá thông minh, xử lý nhẹ nhàng các bạn ạ. Lâm Hưng còn có một người anh là Lâm Phú cũng rất là cao thủ như các bạn, nhưng thật sự đáng tiếc cho Lâm Phú bị hư cái gói các bạn ạ. Thật đáng tiếc cho Dũng Lăng pha bóng vừa rồi. Anh ấy dối được nhưng mà thể không thể cứu bóng được các bạn. Quá tuyệt vời cho pha phản công giữa lòi của Lâm Tới. Các bạn thấy những cái đường thủ của Bình Minh, Đăng Méo, Dũng Lăng toàn là những cái đường thủ của bãi biển không nha các bạn. Thật sự cái đường y của Bình Minh quá ghê gớm các bạn ơi. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 2020 các bạn. Đây là giải 44 có 12 đội nha các bạn, rất mạnh nha. Cũng có các team của Trung Trực, Gip và bãi biển của Khánh Hòa nữa các bạn. Vàng trắng của Tiếng Đen quá ghê các bạn à. Hiện tại bây giờ tỷ số đang nghiêng về cho Bình Minh, Tiếng Đen 12-9. Ây da. Xin lỗi các bạn ơi, điện thoại nó bay vô bành nữa các bạn ơi. Mười, 12. Lâm Hưng thật sự đáng gờm và khó chịu các bạn à. 13 mời. Lại là cái đường lao biên quen thuộc của Dũng Lăng cho Đăng Méo. Và Đăng Méo
đặt bóng chạm tay bay ra ngoài. 11-13. Đây là đội hình bãi biển thật sự kết hợp tùm lum tới đây các bạn. Trong đội hình gồm có Cao Sơn, Dũng Lăng và Khánh Châu đến từ quân đội 4 luôn các bạn, nhập tên bãi biển luôn các bạn. Đây số 1. Số 1 là Khánh Châu của quân đội 4 cũng gia nhập cho đội bãi biển hôm nay các bạn. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết các bạn. Team của Tân Hiệp thắng đội của Cao Sơn, Dũng Lân, Lê Quốc, Lâm Tới, Khánh Châu, Đăng Méo. Đây là set 1 các bạn. Xin mời các bạn xem tiếp set 2 nha. Các bạn nhớ share và like và share. Ok man. Thank you.